Đây là ga Bà Rịa chuẩn bị lên cấp cho mọi người nhá. Đây là ga Bà Rịa Đà Nẵng này này mọi người. Chúng tôi đang quay chuẩn bị lên vào cấp treo rồi. Đi ở Đà Nẵng này. Chuẩn bị vào ga này mọi người thấy chưa? Đấy. Đây là ga Bà Rịa này này. Mình đi quay lên cấp treo vào Đà Nẵng này. Lấy được. Cắt treo đây mọi người nè. Ra vào đây nhé. Còn về đi cắt treo vào cắt treo là nên là trên đỉnh núi vào đây. Đấy mọi người thấy không? Đây chỗ này này lên nha. Con gái đẹp xinh nha. Tôi đang đi chuẩn bị và cắp treo vào lên cắp treo để lên Bà Rịa đây mọi người thấy chưa, rất là đẹp nha. Đấy có những chỗ đang chuẩn bị. Cái cấp treo là bao tiền nhỉ? Đấy là cái điểm vào cáp treo đây lên Bà Rịa đây mọi người thấy chưa? Chúng tôi chuẩn bị lên trên núi đấy, đi cáp treo này nè. Dài 1.370m sau mực nước biển nhá, mọi người nhá. Con này rất nhiều. Còn những phụ nữ xinh đẹp này. Ai lấy đăng ký nhá. Ai lấy thêm một đăng ký. Bao nhiêu mà ăn em ơi? Làm thêm á. 50.000 nhân. 50.000. Ở giá sao có để cho bao nhiêu cái mà bỏ hướng dẫn nó đi kèm hết. Rất là đông người, hôm nay là ngày 28/4, chuẩn bị đến ngày 04 ngày nghỉ, hôm nay là rất nhiều đông người đi luôn. Đây là Bà Rịa Đà Nẵng mọi người nhé. Thì em tôi sáng nay đi trải nghiệm ở Bà Rịa Đà Nẵng. Đây là vào những cái điểm kia du lịch. Đây là ông người cao ra ông béo cùng còn đây là cái khu nhà nghỉ đây này.
hướng đi cáp treo mọi người thấy chưa? Đây mọi người đang theo cái hướng đi cáp treo này. Đây là đường vào đây này. Đấy là đường đi cáp treo rồi. Mọi người đang đó là hướng đi cáp treo này này, người ta đang di chuyển đi cáp treo này. Đây là đường vào cáp treo. Biển chỉ dẫn này, biển chỉ dẫn nha. Tôi đi cáp treo đi thẳng đây cháu, đi vé rồi tôi đi thẳng đây đây. Giá vé là bao nhiêu tiền rồi cháu? Giá vé 900 à? Sao như thế nào? À mỗi người Việt Nam có 5,5 rồi. À, rồi chào cháu. Thế là đường này nên cấp treo cháu. Thường là lên đấy chơi đâu không cháu? Lên trên đấy chơi có lâu không? Ý là tầm mấy tiếng ở trên đấy giá dụ đấy. Ừ, đấy rồi. Rồi. Thế cảm ơn cháu nha. Rồi rồi rồi. Cứ lên đi. Rồi nhá, chúng tôi đang đi lên cáp treo đây. Mọi người thấy chưa? Chúng tôi đang đi ở trên đường cái cáp treo nha. Một cung đoàn này. Để chụp điều ảnh lên nào, đứng lên trước.